Đây là khúc ngã ba giao nhau giữa hai đường liên xã Long Giang Long Phước và Long Giang Long Khánh nha anh chị. Ngày hôm nay tiếp tục Hoàng trên kênh Điện Thoại Tây Ninh sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất nằm vị trí mặt tiền đường nhựa, quy hoạch lộ giới 20m đường nhựa liên xã, khu đông dân cư cách chợ cao su khoảng độ một cây hai số, và quy hoạch đất thì là đất hồng được lên thổ cư nha anh chị. Đây là cái hướng để về bên xã Long Khánh nè. Còn cảnh quan khu vực xung quanh của mình thì rất là đông nhà luôn nha anh chị. Thì vừa rồi anh chị nào đã lỡ duyên cái lô 25 nhân 90m thì ngày hôm nay lô này tầm tài chính nhỏ cũng sẽ bù đắp lại cho anh chị có cơ hội sở hữu lô này để đầu tư nha. Đây chính là lô đất đang trồng ngoài này, là nhân vật chính ngày hôm nay. Từ ngoài ngã ba đường nhựa lớn chạy vào trong đây là khoảng độ 100 đến 150 mét là tới vị trí lô đất của mình rồi, nằm bên tay phải. Bề ngang mặt tiền đường là 10 mét. Cạnh này dài vào nó sẽ nở ra một cái phần bên hông 8 mét và đi thẳng xuống phía dưới. Mặt hậu vẫn là 10 mét và cạnh này nguyên là một đường thẳng dài đến 120 mét. Thì sau đây là cuốn sổ của lô đất này. Đây là quyển sổ hồng của thửa đất ngày hôm nay. Vị trí em xin nhắc lại là nằm tại ấp Long Tân, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, gần chợ, gần trường, gần bưu điện và gần đường DT786 và Ủy ban nhân xã Long Giang. Trường học thì từ cấp 1 đến cấp 3, trạm y tế xã, đầy đủ tất cả các tiện ích quán xá ha. Và tổng diện tích lô đất ngày hôm nay là 1.261,5 mét vuông. Đấy, hơn một công đất. Hiện trạng là đất trồng lúa nước còn lại và đất này thì nằm trong quy hoạch đất hồng, được quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên đất thổ cư thoải mái nha anh chị. Bây giờ mình sẽ sang hình dạng thửa đất. Và đây là hình dạng của thửa đất ngày hôm nay đang giới thiệu. Mặt tiền tiếp giáp đường nhựa, quy hoạch lộ giới 20m đường nhựa liên xã, là lô đất mình chạy dài 10m mặt tiền. Một cạnh thẳng dài vào là 120m. Còn một cạnh còn lại thì nó sẽ nở ra một cái phần bụng bên hông nha anh chị. Nó từ vị trí một đường thẳng từ mặt tiền kéo xuống nó sẽ nở ra khoảng độ 8m và kéo dài cái đường chéo xuống đến gần 25m ha. Còn dưới đây là một đường thẳng rồi thì cạnh bên đây nó sẽ dài hơn 120m luôn. Tính ra cái phần bụng mình sẽ dư ra ha. Tổng diện tích là 1.261,5. Hướng đất ngày hôm nay là hướng chánh đông, đón nắng sáng luôn nha anh chị. Anh chị nào hợp hướng này thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0981877139 để đi xem đất ngay, gặp ngay chính chủ. Đây là cái ranh giới của mình và căn nhà kế bên có cây xanh. Mặt tiền từ vị trí này kéo dài chưa tới cột điện là 10m. Cái cạnh vừa rồi là một đường thẳng ha. Còn cạnh này kéo dài xuống thì nó sẽ nở ra một cái khúc ngay cái hàng cây đồng mức đó anh chị. Rồi kéo dài xuống 25m đường chéo và đi thẳng xuống. Thì đảm bảo đầu đích của lô đất ngày hôm nay đều là 10m như nhau, để hơn 1 cộng 2 đất ha anh chị. Nền đất thì đang thấp hơn mặt tiền đường khoảng độ 3 đến 4 tấc. Nền này thì ngang với những cái nền nhà kế bên ha anh chị. Còn nếu mà mình có nhu cầu xây nhà thì tất nhiên là mình phải đổ đất và vào cái nền nhà rồi. Đó, cạnh này sẽ là một cái đường thẳng kéo dài bon bon xuống dưới đất của mình trồng mì và giáp một cái vườn cao su là kéo dài 120m ha. Đấy, qua những cái hàng xanh này luôn cũng đã có cắm trụ phân ranh rõ ràng. Và tới đây thì cái cạnh bên kia anh chị, cạnh mà nó nở bụng ra từ vị trí mặt tiền đường kéo dài xuống tới đây. Và từ đây cắn sắn dài qua 8m đã có một cây trụ rõ ràng phân ranh ha anh chị. Đấy, là từ cái trụ sẽ kéo dài xuống khoảng độ 25m tới cái trụ này. Đây có một cây trụ luôn. Và từ đây thì nó sẽ bắt thẳng song song với mấy cái cạnh 120m xuống phần hậu. Và mặt tiền và mặt hậu cuối cùng vẫn đảm bảo là 10m như nhau. Đó, ranh giới nó cũng ổn định ha. Từ đây đi thẳng xuống dưới luôn. Đó, cái trụ bên kia đi thẳng xuống. Và em cũng sẽ bước xuống cuối đất để quay cho anh chị xem ha. Toàn bộ cái phần diện tích đất trồng mì xin nhắc lại là đất của mình ngày hôm nay. Bên đây thì giáp ranh với vườn cao su. Vườn cao su bên trái là nhà người ta, đồng mì bên phải là đất của mình. Và toàn bộ đi dài xuống có khoảng độ hàng 20m sẽ có một cây trụ cắm ổn định ha. Lô đất này thì nằm trong khu dân cư rồi. Trường học, quán xá, trạm y tế thì phù hợp cho anh chị có thể xây một căn nhà cấp 4 ở trong đây, mà vẫn còn dư đất rất là nhiều để mình có thể sử dụng lập vườn, trồng cây ăn trái, chăn nuôi gà, vịt thoải mái ha.
Và lô đất ngày hôm nay là lô đất phù hợp không những là an cư mà còn đầu tư nữa, vì cái thế đất mặt tiền đường 10 mét dễ mua dễ bán nha anh chị. Mua vào sổ sách đàng hoàng thì để vài tháng là mình đã có lời rồi. Rồi bắt đầu từ vị trí cây cột này kéo dài sang cây cột cũ là 10 mét, đầu và đít nó sẽ như nhau nha anh chị. Kéo dài thẳng xuống là 120 mét dài ngoằng luôn. Đảm bảo diện tích đất mình là hơn 1 cộng 2 đất. Dưới đây thì có cái trụ cũ cắm lâu đời nha anh chị. Đấy, rất là rõ ràng. Từ vị trí bên đây kéo dài qua bên đây là 10 mét. Và từ đây thì kéo dài lên phía trên. Cứ cách khoảng độ 20-30 mét sẽ có một cây trụ ha. Toàn bộ đất của mình là đang canh tác mì, trồng mì xuyên suốt từ trước tới sau luôn. Đấy, đây là tổng thể về lô tinh lô đất tiếp giáp mặt tiền đường nhựa ngày hôm nay, với mặt tiền 10 mét dễ buôn dễ bán, khu đông dân cư phù hợp lên thổ cư và xây nhà ở lập vườn chăn nuôi nghỉ dưỡng ở vị trí này vừa túi tiền. Đây là phần mặt tiền đường của mình anh chị, 10 mét ha, nhà cửa cây trái bú xu hết luôn. Từ đây kéo dài qua trái là 10 mét. Và bây giờ thì bắt đầu từ vị trí lô đất, em sẽ đưa anh chị ra ngoài chợ cao su coi nó sẽ gần như thế nào. Sẵn đây thì em xin thông báo cái giá mà hiện tại chủ đang kêu bán toàn bộ lô đất này với giá trị là 750 triệu nha anh chị, thương lượng chính chủ. Anh chị có nhu cầu xin liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77 139 để đi xem lô đất này, gặp ngay chính chủ và xem sổ sách giấy tờ ha. Xin lại, giá bán toàn bộ là 750 triệu thương lượng chính chủ. Anh chị nào quan tâm thì xin liên hệ với số điện thoại của Hoàng trên màn hình. Đây là đường nhựa liên xã Long Giang Long Phước, quy hoạch lộ giới 30 m, đường điện 3 pha, khu đông dân cư rất là quen thuộc trên kênh điện thoại Tây Ninh rồi. Quán xá đầy đủ hết nha anh chị, từ quán cơm, tiệm cà phê, sửa xe, làm nail đầy đủ hết nha. Trước mặt của mình là trường tiểu học Long Giang, sau đó thì là chợ Cao Su. Đây, trường học Long tiểu học Long Giang nè. Và bên trái là chợ Cao Su hay là chợ Long Giang. Còn bên phải là cây xăng Petrolimex hướng ra đường 14C và Ủy ban dân xã Long Giang. Đến đây thì em xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip tiếp theo về nhà và đất tại Tây Ninh trên kênh Điện thoại Tây Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào.